Như ở đây nè. Đây hả? Không, trời ơi, đây là tu viện. Đây là tu viện ngôi lời Suse nha. À. Em tưởng hôm nay tham ai đó tu viện. Không phải. Hôm nay đó là nhà của một người em trai. À. Ốm nhôm lớn nhất à. Ốm nhôm lớn nhất à. Ừ, em đoán thử xem coi. Một người đồng nghiệp là con trai mà ốm nhôm lớn nhất á. Ốm nhôm luôn hả? Ốm nhôm à. Dạ này Quang Tuấn. Ốm quá Tuấn hả? Ừ. Không phải. Diễn viên phải không? Hài lắm, nhìn cái mặt hả? Là cười liền à. Không biết rồi, không biết đúng không? Trời ơi, thôi thì chút nữa anh sẽ dẫn Thảo cùng với khán giả đến gõ cửa thăm nhà nhân vật này nghe. Còn bây giờ chào quý vị khán giả đang đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Cốc. À, rồi bây giờ đi chưa? Đi. Đi ha. Em trai mà ốm phải không? Đoán được rồi. Em trai mặt rất là hài, mà ốm nhơ mới nhắc à. Gõ thiệt hả? Dạ. Thấy chưa? Lâu thuận à. Thảo. Sao thấy cái mặt này chưa? Sao ốm luôn á. Rất là hài. Trước đây nó còn ốm hơn nữa kìa. Ốm quá trời. Thôi, nói chung là đường xá đang chật ha. Bây giờ mình tranh thủ vô nhà đi. Đi dạ vô. Cái này là nói là không phải là cho thuê phòng trọ đâu nha. Mở trên trển đi vô. Mọi người đi vô. Ủa, Lộc ơi. Dạ. Ủa. Nhà em đâu? Ở trên. Dạ. Ở trên mà thôi không phải giờ, nhà nha. Thôi trước khi mà em dẫn lên trển á, anh thay mặt cho Phan Như Thảo và chương trình gõ cửa thăm nhà. Dạ. Gửi tặng em cái đồng hồ. Dạ. Thương hiệu gõ cửa thăm nhà. À ok. Đồng hồ xịn, gỗ xịn luôn. Dạ rồi, ok. Bây giờ cho tôi lên trển được chưa? Dạ lên. Lên trển đi. Vậy mày có biết tối nay là thứ mấy không? Tối thứ bảy. Mày đừng quên tối thứ bảy là bọn ma quỷ thường hay hiện lên để đốt đèn bày tiệc. Vậy sao mày? Sao là sao? Tao không sợ mày, nhưng tao không muốn đánh tới đôi mày bữa nay. Vậy khi nào? Sao không Long? Tao không muốn là nó mất mặt trước mặt tụi trẻ ông làng. Vậy mà Long vẫn kiên trì theo học, chắc chắn rồi Long sẽ giỏi thôi. Học ngay tại đây hả? Ờ. Ủa nó nghe nè Long ơi. Dạ. Tổng đài là cái gì em? À dạ. Ủa bên em là làm radio hả? Dạ rồi. Em giới thiệu với anh Bin với mọi người với các bạn khán giả thì tổng đài ở đây là cái Music Production, tức là một cái đơn vị làm nhạc. À. Của tụi em thì tụi em lấy tên là Tổng đài Production. Tụi em theo gần như là theo tất cả các dòng nhạc, nhạc gì cũng làm á. Nhưng mà em đã có chuyện vui lắm khi mà tụi em mới làm cái fanpage là tổng đài á, thì cái ngày đầu tiên làm lên có gần 100 cái inbox về, cái tin nhắn về á. Em nói rồi hay quá, coi như là lời rồi, nhưng mà thật ra mở cái inbox lên là sim em bị khóa bây giờ. Các bạn mở giùm không? Rồi sim bây giờ sim này mua bên này có bán không? Nói chung là tổng đài mà. Tức là người ta bắt đầu sau đó tụi em mới update hình ảnh lên các kiểu lên thì mới biết. Thì tổng đài Production tụi em thành lập từ năm 2019 đến giờ. Thì nói chung cũng làm khá nhiều dự án như là Rap Việt mùa 1 thì tụi em đi với lại quán quân Rap Việt là lúc đó là Giấy Chót. Thì mùa 2 thì tụi em làm tất cả các bài cho quán quân mùa 2 là Seachain. Còn mùa 3 thì tụi em đi với Juno Big Boy với lại Hurricane một hai bài. Rồi ngoài ra tụi em còn làm cho các nghệ sĩ khác như Lil Win, Diễm Hằng, La Moon là bên Việt Nam Idol mới đây. Gần đây nhất thì Lê Khoa Việt Nam Idol có mới đặt tụi em làm một bài luôn. Sắp tới anh đặt hàng cho Thảo PM ở đây nè. Hát hay lắm á. Em với anh Bin, anh Quốc Thuận. Cải nó Bin hay gọi là anh Bin không à, là biết nhau chắc hồi đó em chắc 9-10 tuổi gì. Tại em sinh hoạt kịch với mấy anh chị đội lớn. Nên giờ đội chuyên, còn anh Bin là lúc anh Bin học bên trường đúng không ta? Là anh Bin qua, anh Bin tập vỡ rồi chung lúc đó có anh Bin, anh Hoàng Mèo. Mèo. Đó, số anh chị bây giờ không làm nghề nữa. Hồi xưa là đi diễn kịch cho đội kịch Tuổi Ngọc. Nhiều kỷ niệm dữ lắm. Nãy anh giới thiệu là hôm nay đi thăm nhà một bạn ra, bạn rất là ốm nhôm luôn. Mặt bạn hài. Rất là hài. Mà mặt nó hài không? Cái mặt hài thì có thiệt, nhưng mà cái vụ ốm hơi lạ, đã ốm hơn rồi đó hả? Thì là ốm chưa? Dạ ốm hơn. Ốm rồi đó hả? Bây giờ nói trước khi lấy vợ đi nha. Thì lúc đó em khoảng
dầm ký. Nhưng mà sau này thì cũng mình nghĩ là bắt đầu có tuổi rồi đó, tự nhiên cái mình healthy hơn chút xíu. Thì xuống thì giờ em còn 80kg à. Đó. 1kg rồi là gần gần là đúng là chính cái hồi mà nặng nhất của em là 106kg. Bây giờ còn 80kg. Rồi cái lúc mà hồi nhỏ đóng phim là lúc đó cũng tròn tròn là bao nhiêu? Dạ đúng rồi. Đó. Thì tròn là tròn từ hồi sinh ra đến giờ. Cái mà mọi người có coi cái bụng làm dạ chịu rồi cái cổ tích Việt Nam 2 á mà em đóng với chú Lê Bình với là chú Hữu Châu á, rồi đó có 3 tuổi á, lấm chấm một ôm. Nhưng mà em 3 tuổi em đóng phim nè, xong rồi kịch các kiểu, sao tự nhiên làm nhạc vậy em? Thật ra thì em nghĩ là cái duyên của em với phim ảnh với kịch nó hết từ sau bộ phim Kích Vạn Hoa. Nhiều người hỏi lắm, tại vì nếu như anh Bin biết là hồi đó giờ từ năm 3 tuổi đến năm 16 tuổi luôn là em đi với đội kịch Tuấn Ngọc. Mười mấy năm trong nghề luôn. Thì giống như là kiểu hè đi chơi, được đi diễn, đi tỉnh thì đối với mọi người bây giờ chắc mọi người nghĩ là cái nghề. Nhưng hồi đó như tụi em là đi chơi. Thì đến lúc mà xong Kích Vạn Hoa thì em nghĩ rằng là em sẽ không có vai nào hơn vai Tiểu Long nữa. Lỡ mà em đóng thêm vai nữa mà không hay hơn Tiểu Long rồi thì sao? Cho nên là em mới quyết định là em sẽ học thêm về những người khác. Em học về marketing khoảng chừng năm 2014-2015 là em đã bắt đầu làm chuyện với các anh chị nghệ sĩ. Nhưng mà em lại đi về mảng ca nhạc nhiều hơn. Thì sau đó em bén duyên thì em vẫn làm thôi. Thì đôi khi mình cũng theo nghệ thuật nhưng mà mình theo ở một cái khía cạnh khác. Thật ra đó là làm cái nghề gì cũng được, miễn sao nó liên quan đến nghệ thuật là được rồi. Thật ra phòng nhạc này thì đa phần là em sẽ ở đây khoảng một tuần em ở từ 2-3 ngày thôi. Các bạn vẫn ở đây thì các producer trẻ của bên em vẫn làm việc. Đa phần em sẽ hỗ trợ các bạn ở những khâu là làm về giấy tờ, đi hợp đồng hoặc là thương thảo những cái hợp đồng lớn. Thì là em giữ vai trò là quản lý và định hướng. Tức là quản lý. Dạ. Ủa còn bây giờ cuộc sống gia đình thì sao? Em đã có bao nhiêu đứa con rồi? Em thì mới có một bé thôi. Còn sắp tới thì có hay không nữa thì chưa biết. Ủa nhưng mà nhà của Long thì là ở đâu à? Nhà của em thì ở quận 1. Nhưng mà đa phần ở đây thì cũng như ngôi nhà thứ hai của em thôi. Tại vì có những lúc ở đây mà làm album hoặc là làm những cái bài nhạc gấp mà cần như là dự án cho Lotamil năm ngoái á, cho với C-Chain thì gần như là tụi em ở đây 4-5 ngày ngủ ở đây. Tức là anh em thu xong làm để bởi vì cũng hơi gấp thì gần như ở đây thì cũng đầy đủ mọi thứ. Mà sắp tới thì tổng đài production thì tụi em sẽ quyết định là đi tìm một chỗ to hơn. Tại vì năm nay thì trộm vía cũng là bắt đầu có những cái tín hiệu đáng mừng. Mọi người cũng biết đến nhiều hơn thì tụi em sẽ tìm một khu lớn hơn một chút, dễ tìm hơn một chút. Thôi giờ gì đi, chị em tranh thủ ngồi nói chuyện đi. Dạ. Anh có công an chuyện làm xíu. Ủa. Nha. Giờ Thảo nó có nhiều điều muốn hỏi em lắm. Thôi anh đi đây nha. Ôi bye bye anh Bin. Nó đi nhanh lắm. Nhớ quay lại nha anh Bin. Trước khi là em đóng Kính Vạn Hoa. Dạ. Sau đó sau từ Kính Vạn Hoa thì em mới là diễn viên chuyên nghiệp, đóng nhiều phim khác nữa. Chứ chị không nghĩ là Kính Vạn Hoa là phim cuối cùng của em luôn, phải không? Dạ. Thật ra thì sau Kính Vạn Hoa em có đóng thêm một số phim nữa. Nhưng mà em đóng theo dạng giống như kiểu là các cô chú gọi đóng kiểu hỗ trợ chút xíu. Tức là em vẫn có lâu lâu có xuất hiện, nhưng mà xuất hiện với vai trò giống như kiểu xuất hiện cho vui. Chứ em lại không đi theo hướng của diễn viên chuyên nghiệp. Rồi luôn, nhưng mà em bắt đầu tham gia đóng phim từ 3 tuổi là với lý do gì, cơ duyên nào, là người nhà em là cũng là diễn viên, mình là trong gia đình mình có ai làm nghệ thuật không? Mẹ em thì buôn bán, ba em thì làm nhà nước, không liên quan gì luôn. Nhưng mà hồi đó thì em học trường mẫu giáo Bé Hoàng Sáu, thì lúc đó là cái trường đó thì nằm gần nhà hướng nhiều quận nhất. Thì lúc đó là thầy Lê Cường á là được trường mời về để mà làm giống như là dựng hội trại sách hè cho các trường mẫu giáo thi nhau á. Thì lúc đó em thì lẩm chẩm mới 3 tuổi biết gì đâu. Lẩm chẩm thì em nhớ hồi đó luôn là cho làm cái con gì á, rồi đứng có cái cục gì trên đầu rồi đứng vậy thôi nè, thì thầy mới thấy dễ thương. Cái thầy mới nói ba mẹ như thôi giờ cho bé về được cờ Tuấn Ngọc sinh hoạt. Thì lúc đó em vô gần như em là nhỏ nhất. Từ đó xong là thầy cho em đi đóng, rồi đóng mấy vai, ví dụ như cái nào mà có vai thiếu nhi là chắc các em được đóng. Em là có một cái gia tài về vai diễn. Dạ. Một gia tài rất là lớn rồi. Xong rồi em mới có cơ hội gặp cái chú đạo diễn của Kính Vạn Hoa. Dạ. Xong em có đi casting không hay là em được chọn luôn vậy? Dạ không, thì cái này cũng là một cái cơ duyên thôi. Năm em nhớ luôn là năm lớp 10 luôn. Thì lúc đó là em được mời làm cái quảng cáo của Mì Daily của Vina Ice Cup á. Thì lúc đó thì đi gặp chú Tiến Vang, thì có chú Minh Trung. Thì lúc đó chú Minh Trung mới nói là bây giờ chú chuẩn bị làm phim Kính Vạn Hoa, thì Long đóng vai Tiểu Long không con? Thì lúc đó dạ ok chú. Mà vui cái là lúc mà em nhận cái phim đó thì trước đó em đã làm cái sách nói với cô Cát Tường là của Kính Vạn Hoa rồi. Thì em lại là người lồng tiếng Quý Ròm chứ không phải lồng tiếng Tiểu Long. Thì đó là cái cơ duyên thôi. Nên là casting thì đợt đó thì gần như là cái thông tin nó không được như bây giờ.
Tới bây giờ mình có mạng xã hội, mình có website, mình có hình thức để mình gọi kêu gọi cách tên. Còn cái hồi mà Kính Vạn Hoa của tụi em là gần như là chú Minh Trung chú đi tìm theo kiểu là chú đến nhà thiếu nhi của các đội kịch, đội ca, là chú sẽ đến chú quan sát coi bạn nào hợp. Khi mà em đi gặp chú Minh Trung thì em mới giới thiệu Ngọc Trai. Thời đó là em với Ngọc Trai là gần như là một cặp, hay đóng vai chung với nhau. Còn tìm ra Hạnh thì tìm rất khó. Sau đó chú Minh Trung mới, em nhớ không lầm là chú mới đến trường múa, nghe giới thiệu là có con bé cũng dáng người vậy, có mắt kiến, thì mới tìm ra anh Đào. Nhưng mà em theo đuổi cái công việc diễn xuất rồi kịch, rồi phim các kiểu thời gian lâu vậy, em có thật, em có mê không, có thích không? Dạ thật ra thì em vẫn thích. Nhưng mà em thích theo một cái kiểu là em gọi là em tận hưởng nó giống như là một cái cuộc chơi vậy chị. Thật ra khi mà em đi phim, cái cảm giác vui nhất của em là được ngồi với các anh ekip quay phim ánh sáng. Em với Ngọc Trai thích chị em nha. Thì mình đâu đó mình vẫn có cái thú đứng đằng sau. Em sống với nhân vật Long cũng Kính Vạn Hoa quá sâu sắc đi. Xong rồi là hai bạn cũng thành công một cách rực rỡ luôn, xuất sắc luôn. Có phải là vì như vậy nên em cảm thấy rằng là em không có thể nào mình đóng một nhân vật khác nào nữa không? Một phần, nó là một phần em nghĩ nha. Với phần thứ hai nữa là nhiều khi mình cũng chuyện tâm linh không đùa đâu. Đôi khi mình nói vậy, tức là khi mà mình ở một cái chỗ nào đó nó cao rồi thì em nghĩ là nếu mà mình đi lên nữa thì nó cũng sẽ có cơ hội lên đó. Nhưng mà cũng khả năng cao là mình sẽ không vượt qua được chính mình. Em vượt qua chính mình bằng cách là em dừng ở đó và em tìm một ngọn núi khác em chinh phục. Chứ không phải là mình sẽ cảm thấy hứng thú hơn với những cái vai diễn kiểu khác hơn hẳn hoàn toàn cái vai đó hả? Thì thật ra thì em vẫn muốn chờ đó chứ. Nhưng mà sau đó thì em vẫn nhận được những lời mời, những vai nó tương tự như vậy. À, là người ta đóng khung em cái vai đó. Dạ đúng rồi. Nếu như mà bây giờ có một vai phản diện chẳng hạn thì em rất là thích. Tại vì em cũng rất là thích xem những phim điện ảnh của Hàn Quốc hoặc là phim của Mỹ. Thì những vai phản diện mà kiểu phản anh hùng rất là hay. Thì nhưng mà chưa được có cơ hội. Bây giờ mà có người mà gọi là cho em một cái vai mà nó không có kiểu mập mập khờ khờ giống Tiểu Long nữa thì có thể em tham gia. À, vậy đâu phải là em bỏ nghề diễn xuất đâu mà em chỉ đang chờ vai thôi đúng không? Dạ, thật ra thì đó cũng cái đó cũng là một cái mà thứ hai nữa là em rất là thích công việc đứng đằng sau. Yeah. Tức là em rất là thích công việc là mình bỏ chất xám, mình bỏ cái sự gọi là đầu tư vô một cái tác phẩm nào đó để mà đưa tác phẩm đó lên. Thì cái đó em lại thích hơn. Tức là em thích làm nhà sản xuất hơn là em thích làm công việc tổng quát. Dạ đúng rồi. Là em sẽ chú ý và tự góp tay vô từng một cái phần, dạ, từng một công việc, dạ, nhỏ để ra một kết quả lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Tranh thủ hai chị em Vũ Long như bé Thảo nói chuyện trên kia, mình phải xuống đây mình làm một cái chuyện gì đó nó phải động trời động đất. Nói chứ không có gì mà động trời động đất cả. Nó dễ thương lắm. Đây giới thiệu với cả nhà một nhân vật mà ngày hôm nay mình muốn Vũ Long phải bất ngờ. Đó chính là em trai mình. Xin chào mọi người, mình là Ngọc Trai đây. Chắc có lẽ là khán giả cũng dễ dàng nhận ra. Đây là Ngọc Trai, một người bạn đồng hành với Vũ Long trong cái thời mình... Dạ đúng rồi. Cái tuổi thơ, đúng không? Thời ăn long ở lỗ à. Này, nó nghe nè. Em trai hôm nay đó, yeah, là anh muốn là cái sự xuất hiện của em là bất ngờ. Sao mà em vừa xuất hiện cái thằng Long nó xỉu á. Xuất hiện cái Long xỉu liền hả? Là em phải cởi áo ra em khoe cơ. Cởi áo ra em khoe cơ. Thôi không được. Nói nghe nè. Em biết đó là Vũ Long á là từ lúc các em bao nhiêu tuổi ta? Từ lúc mà em vào được kịch Tuổi Ngọc là lúc đó là em 8 đến 9 tuổi. Là Long đã vào Tuổi Ngọc trước em rồi. Là Long vào Tuổi Ngọc là hồi năm 3-4 tuổi rồi. Cho nên là khi mà cái lúc mà em vào á, Long là tiền bối của em. Long là tiền bối của em. Mà em với Long là ai lớn hơn? Long lớn nghe em tuổi. Lớn một tuổi hả? Ừ. Dạ. Chúng tao kêu mày tao rồi. Ừ. Ủa mà lúc đó ông Long vô Tuổi Ngọc có 3-4 tuổi thì sao biết diễn ta? Em nghĩ vậy nè. Thật ra cái lúc đó chắc là do phụ huynh là muốn con cái của mình phát triển thêm một kỹ năng nào đó. Giống như em đi, lúc mà em đi học về thì em cũng hơi nghịch một xíu. Ba mẹ sợ ngoài mất công đi phá làng phá xóm. Thôi thì bây giờ tìm một chỗ nào đó để có thể sinh hoạt. Thì tình cờ là có bạn của ba em á, là cô Nga, là có con học ở trong trường Tuổi Ngọc luôn. Nói thôi bây giờ cho nó vào ông trỏng đi, có anh em bạn bè đồ chơi, mà với lại biết đâu mà nó có khiếu thì sao. Ai về nhờ cổ nói thấy không, xong cái nuôi sống mình tới giờ luôn. Nhưng mà từ lúc mà em làm bạn của Long á là cho đến bây giờ á nha. Yeah. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là mỗi đứa đều có gia đình riêng rồi. Cái thời gian mà hai đứa sinh hoạt trong đội kịch Tuổi Ngọc á
thì có bao giờ nó xích mích không? Riêng em thì với Long hoặc là với tất cả mọi người luôn là em không có xích mích gì hết trơn. Tại vì em cam chịu lắm anh. Trời ơi, phải không? Thiệt, em cam chịu dã man luôn. Giống như là ví dụ như là giống như mình đặt một ví dụ là một cái món đồ ăn đi. Khi mà đặt ra, à, em muốn ăn đi. Là phần còn lại tôi ăn. Dễ thương quá ạ. Không phải là dễ thương mà tại vì là em làm biến phải tranh cãi. Đó. Thì cho nên là cái gì mà là nó phải thuộc về mình á thì ok. Thì mình nhận cái đó thôi, chứ mình không đòi hỏi thêm. Giai đoạn mà hai đứa đi đóng phim chung với nhau nè. Dạ. Yeah. Thì ngoài cái phim Kính Vạn Hoa thì hai đứa còn gặp nhau trong một phim nào nữa không? Nếu mà gặp nhau chung một bộ phim á thì Kính Vạn Hoa là bộ phim duy nhất. Duy nhất thôi. Tụi em chỉ gặp nhau nhiều ở trong cái kịch thôi. Ở đâu kịch Tuổi Ngọc á là tụi em đã diễn nhau rất là nhiều rồi. Cho nên là hai anh em đều hiểu được cái e của nhau. Chắc là bởi vì tụi em có một cái khoảng thời gian rất là dài sinh hoạt cũng như là diễn chung với nhau trong đâu kịch Tuổi Ngọc á. Cho nên là bản thân tụi em khi mà bắt đầu tham gia vào Kính Vạn Hoa không có mất nhiều thời gian lắm để mà làm quen. Tụi em học kịch bản cũng rất là nhanh rồi, nắm bắt tâm lý nhân vật cũng khá là nhanh. Có bao giờ mà trai suy nghĩ á, ủa sao hai đứa em lại rất là có duyên và nổi tiếng từ một bộ phim Kính Vạn Hoa, rồi sau đó tự nhiên cái không ai mời mình đóng phim, mà không có cơ duyên đến những cái phim ảnh khác. Em có bao giờ em suy nghĩ tại bị thì là gì không? Hồi nhỏ thì là em có suy nghĩ nhiều, ủa là tại sao mình cũng có khả năng mà người ta lại không tìm tới mình ta. Nhưng mà khi mà em lớn lên được một tí thì em lại bắt đầu có một cái suy nghĩ khác, là bởi vì mình không đủ anh. Thì khi mà mình tìm một nhân vật nào đó, mình muốn cái người diễn viên đó, một là có thể phải thể hiện được, còn hai nữa là nhìn vô một cái là phải thấy được 70% rồi. 30% còn lại là cho khả năng của người ta thôi. Thì lúc đó có vẻ như là em không có đủ. Không có đủ. Nghĩa lớn lớn nhỏ nhỏ hả? Dạ đúng rồi. Nó cứ bình vậy đó. Sau một khoảng thời gian dài á, em mới thấy được rằng á, thật ra đó chính là tổ thương em á. Tổ rất là thương em luôn. Đã cho em một cái sự thành công vượt bậc. Mà có thể giúp đỡ em tới tận bây giờ luôn là đã rất thương em rồi. Và tổ đã cho em cả một cái thử thách luôn, là một khoảng thời gian dài để bạn đi tìm bạn chính là ai. Và bạn thực sự giỏi về cái điều gì. Hay quá. Chứ hồi xưa khi mà em dứt Kính Vạn Hoa xong, em mới qua em mới lại nó, ủa vậy ngoài cái diễn xuất ra mình còn làm được gì nữa không ta. Rồi sau đó là em bắt đầu rẽ đi nhiều nhánh. Em bắt đầu học nhảy, em cũng tham gia vào vũ đoàn. Rồi sau đó là em bắt đầu lồng tiếng. Rồi thậm chí là em làm DJ, MC. Đó là em đi rất là nhiều luôn. Và khi mà em đi cả một vòng dài như vậy đó, em mới ngồi em ngẫm lại, à hiện tại bây giờ em nghĩ rằng là em đã có đủ trải nghiệm rồi. Nếu như mà là mình có được cơ hội thời điểm hiện tại, mình sẽ suy xét để mình dồn hết cái lực của mình vào cái công việc. Còn với Long á thì không biết là hai anh em có thường xuyên coi như là gặp gỡ nhau không? Từ sau khi Kính Vạn Hoa kết thúc á là tụi em không có gặp gỡ nhau nhiều lắm, tại vì suy nghĩ của Long và em khác nhau hoàn toàn. Cho nên là nếu như mà là có gặp gỡ á thì tụi em sẽ gặp gỡ để mà hỏi thăm nhau. Đó, về cuộc sống, về công việc, trao đổi. Ví dụ dạo này ảnh cũng có gia đình, có con này nọ rồi, em cũng có hai đứa. Thì lúc đó là tụi em sẽ bắt đầu lại có thêm những điểm chung mới để có thể chia sẻ. Thôi giờ hai anh em mình đi kiếm gì mua để cho chút nữa. Em tưởng đi kiếm gì ăn chứ. Không, mua về cho tụi nó ăn. Chứ giờ nó lên kia đang nói chuyện rồi. Mà không lẽ trời nắng này giờ bắt Phan Như Thảo đi mua. Dạ. Đúng không? Thôi hai anh em mình đi nha. Ok. Ok. Diu Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Thường chị thấy mấy bạn học diễn viên nè, xong rồi làm diễn viên mấy bạn sẽ có xu hướng làm đạo diễn. Dạ. Chứ mấy bạn không có đi làm như về marketing hay là về âm nhạc, về phòng thu. Mấy bạn, chị luôn nghĩ rằng các bạn sẽ đập đạo diễn. Dạ. Chắc chắn, tại vì các bạn đang quá rành trong cái nghề đó rồi. Dạ. Nhưng mà em lại rẽ hướng một con đường khác luôn, âm nhạc em có học gì không? Thật ra thì đối với một người quản lý nghệ sĩ với lại một người làm về, mình tạm nói là quan hệ nghệ sĩ như em đi, thì công việc về marketing, về quản trị kinh doanh, quản trị con người và quản trị nhân lực nó sẽ giúp em trong công việc này. Còn về âm nhạc thì Long không, em không có học về âm nhạc chủ yếu, nhưng mà tuy nhiên là em có một cái độ lượng kiến thức đủ để mà em xác định được là những bạn nào có tài, hoặc là em biết được là những bạn nào, thí dụ những bạn nào có tiềm năng để mà có thể em đầu tư cho bạn tương lai. Câu chuyện em với tổng đài là một ví dụ. Em starting từ một cái music production trước, sau đó em sẽ dùng music production này và tổng đài sẽ hỗ trợ cho các bạn nghệ sĩ trẻ. Thì trong quá trình mà mình làm việc với các bạn nghệ sĩ trẻ, mà nếu như các bạn nghệ sĩ muốn phát triển lâu dài, thì em hay nói với các bạn một câu là các bạn nghệ sĩ thì chỉ nên làm nghệ thuật thôi,
còn chuyện làm kinh tế, còn chuyện promote các bạn như thế nào thì hãy để những người mà rành về marketing, những người rành về chiến lược làm cho các bạn. Thì lúc đó các bạn tìm đến em, tụi em sẽ làm theo công việc là partner, tức là chúng ta cùng làm. Là hợp tác. Là hợp tác, là thí dụ như bây giờ bạn làm ra sản phẩm, tôi sẽ đi kết nối cái sản phẩm của bạn đến với khán giả, đến với nhà tài trợ, đến với những phòng thu và để bán tác phẩm của bạn. Cái điều quan trọng đầu tiên khi mà tụi em mà nhận quản lý các bạn thì các bạn sẽ phải có cái quan điểm đúng đắn với nghệ thuật cái đã. Tức là các bạn làm nhạc là bởi vì từ cái xuất phát từ đam mê của các bạn. Các bạn focus vào làm nhạc hay trước khi các bạn muốn làm nổi tiếng. Còn câu chuyện nổi tiếng thì câu chuyện tụi em lo. Dùng cái câu nói đó mà suy về em á, thì em thật sự em cũng không có nhu cầu làm nghệ sĩ, mà em là một người dùng nghệ thuật để kiếm tiền không? Không hẳn chị, nếu mà em gọi là kinh doanh nghệ thuật á, ừ, thì em kinh doanh chính em luôn rồi. Nhưng mà thật ra em lại muốn hỗ trợ nghệ sĩ trẻ nhiều hơn. Nhưng mà chị thấy là mấy bạn bảo rằng dạo gần đây em làm MV cho ca sĩ, em vẫn đóng một vài vai cũng tham gia mà, đúng không? Dạ, thật ra thì luôn luôn bị bắt vô. Em cực kỳ thích cameo nha. Ừ. Một sự xuất hiện tháng thoáng qua mà làm người ta mắc cười á thì vô thôi. Thì là tham gia cho vui vậy đó. Đó là một phần để mà thứ nhất là mình đánh dấu những cái tác phẩm mà có cái sự xuất hiện của mình. Thì thật ra thì đến giờ thì Long em vẫn chỉ xuất hiện hai MV của Tuyên thôi, là MV Save This Love với Lạc Phạm Tim Anh. Thì sắp tới không biết là mấy đứa nó còn kêu làm vô cái MV nào nữa không thì chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là năm sau thì tụi em sẽ làm, bên em sẽ phải làm từ 5 đến 7 MV á. Thì chắc chắn sẽ có mặt em vô thôi. Không né được. Rồi hiện giờ là em, nãy em nói có bao nhiêu talent em quản lý tất cả? Hiện tại thì em quản lý tổng đài production là một. Thì tổng đài production thì có 3 music producer với lại composer. Thì hồi nãy em có nói là em có cái khả năng là em nhìn bạn nào đó em sẽ biết là bạn đó có thể thành công hay không. Thì cái khả năng đó của em, cái gì, cái size của em là do em đang theo hướng nào? Là em tự tin tới mức độ để có thể xây dựng được bạn đó, hay là dùng cái gì, dùng cái feeling nào để biết rằng là... Bây giờ em sẽ nói cái quan điểm của em nha. Thì thật ra đối với em, thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ thay đổi dù gần như là theo năm và theo mùa. Và mọi người cũng sẽ nghĩ là em nói chứ đâu phải ai sinh ra làm nghệ sĩ liền. Được làm nghệ sĩ nó đã là một cái khó rồi. Nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy cái bề nổi là người báo chí rồi mạng xã hội nói về họ, nhưng mà họ đâu biết là những cái nỗ lực, những cái gọi là những cái ở trong họ chịu, và những cái nỗ lực của họ nó còn cực hơn nữa. Cuối cùng cũng mua được dạ cơm đó. Giờ này cũng là 12 giờ mấy rồi. Cơm giờ ăn cơm đúng rồi. Hết giờ rồi. Cơm tới rồi. À. Mà cái này lên á, nhiều khi Vũ Long ăn hai hộp đó. Rồi thôi vô nè. Thôi tới giờ ăn cơm rồi mà. Ôi trời ơi. Chào anh. Hello anh. Bảo là em tiếp, em tra tấn tiếp Long rồi. Trời ơi. Ủa anh ăn vậy thôi. Ăn vậy đi. Ủa alo. Anh ơi, ba đứa là cũng hợp tên cho hai con cá, hai con vịnh anh. Rồi đó. Sao tên em có nhỏ. Okay, anh nhẹ nhàng thôi. Đó, đó. Tại sao ba anh em đứa nào cũng tròn mà anh cho có hai con cá rồi ai vậy? Long nhịn này nhớ gì? Em nhịn này em nhớ mẹ nè. Em nhớ cơm đồng phim. Ôi trời ơi. Em nhớ cơm đồng phim. Không, trời ơi, có gì ăn ở trên không, chỗ không, vậy? Em ở cơm đồng phim là em nhớ cơm khay không à. Nhưng mà nè, cơm đồng phim nè. Nhưng mà đồng phim là cũng vậy đó. Hà luôn thiệt luôn á. Nó cũng sang cỡ này nè. Trời ơi. Nếu mà không đủ thì... Thôi. Để anh rủ thêm người nữa vô ăn. Không, bây giờ gì đi. Trước khi mà ăn á, Long quay ra ngoài kia đi. Quay qua kia đi. Quay á. Ủa quay qua nhìn. Đừng nhìn mặt anh với Thảo. Ủa, nhìn vậy? Ngoài đó. Em đừng có nhìn kia chưa? Đây được chưa? Cuộc đời này á, nó chỉ thú vị khi mà chúng ta gặp những người mà luôn luôn mang những điều bất ngờ đến cho chúng ta. Sẽ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc hơn nếu như Long nhận được một cái sự bất ngờ từ anh. Đó, thôi giờ tụi mình ăn đi. Để nó đi, nó nhìn đâu, nhìn. Ủa, đi. Ủa alo. Thôi được rồi, quay vô ăn. Ủa cái gì vậy? Ôi! Đi đâu đây? Hả? Đi đâu đây? Hả? Đi đâu đây? Thì đi lên đây thăm. Lên đây thăm. Ê mà công nhận nha, nét rất là tuổi Ngọc nha. Ừ, nét rất là tuổi Ngọc. Ê mà nãy giờ tụi mình nói Thảo đâu biết gì đâu ta. Dạ em về. Ờ. Mặt đơ như cây cơ vậy đó. Hả? Ủa alo, nhưng mà này chương trình ở đây bẫy tôi ha. À. Không cho nói cái tôi nhắn trước đó là khỏe rồi. À. Nhắn trước lên là diễn tiêu phẩm hay gì trời. Bây giờ đó là em có thấy là bất ngờ khi bất ngờ, bất ngờ xuất hiện không? Bất ngờ. Đó. Thật ra là tôi đã âm thầm coi như là du kích. Coi như là đi xuống dưới hai anh em ngồi dưới quán cà phê á. À. Đợi hai chị em mấy người nói chuyện. Uống gần 8 ly nước vậy. Trời ơi, trời ơi. Vậy cái
Thật ra hồi nãy anh nói cũng đúng á, ấu trĩ ấu trùng cũng đúng. Là mình biết nhau là từ hồi mình còn ấu trĩ đúng không? À. Lúc đó mình chỉ là ấu trùng thôi, bây giờ mình thành bướm rồi. À. Đúng không? Giờ nó thành ấu chúa luôn. Phải chi giờ mà có bé Hạnh ở đây nữa ha. Đào đúng không? Giờ muốn gặp Đào cũng hơi khó, anh chỉ có FaceTime thôi. Đúng rồi. Rồi thôi giờ cơm có rồi, giờ làm gì? Thôi nè, mời em nè, em nói nguyên dĩa đó. Thôi để em mau em là. Nói chung là gia chủ đi múc đi. Nhưng mà ông bà đàn ông hồi nãy giờ là có hát xì không? Khi anh với thằng trai là nói về em rất đẹp á nha. Thề luôn, nãy giờ chứ không hề nói xấu. Không bao giờ nói em. Có con cá chia đôi đi. Nhưng mà hai bạn bao lâu không gặp nhau, giờ thấy nó nói quá trời nói. Không, mới gặp nhau mà. Thật ra tụi em cũng chỉ mới gặp nhau thôi, cách đây tầm 2 tuần. Ồ vậy hả? Tại vì là tụi em tham gia casting. Là tụi em chấm casting chứ không là mà trước đây thì trai cũng có tham gia những chương trình Zone Radio với tụi với bên em. Là cũng có tham gia cũng rồi. Nắm đầu em đi nè. Em làm host chương trình đó thì em phỏng vấn các nghệ sĩ. Nhưng mà sếp luôn nói là hôm nào mà bí á, tại nghệ sĩ bận mà, ai rảnh mà không rảnh á thì em buộc phải kiếm nó lên nè, em nó lên thành làm nghệ sĩ cho. Không sao, dù mình biết mình là hàng thửa anh. Hàng thửa hả? Hàng thửa thôi nhưng mà nè, gặp bạn là mình vui rồi. Nè, tự nhiên anh chợt nghĩ á nha. Ví dụ như hai đứa thử phối hợp với nhau làm một cái sản phẩm gì đó, nó không nhất thiết phải là phim ảnh gì cả. Thật ra thì nếu như mà có cơ hội mà có nhà sản xuất hoặc là bên đơn vị nào muốn làm thì cứ mời, thì nếu mà trao ok thì em ok thôi. Tại vì nói chung là chính xác là từ năm đầu năm 2024 đến giờ thì em đã chính thức em nghỉ công việc, nghỉ công việc làm công ăn lương của em. Thì trước đây em mới làm công ty bình thường, em đã chính thức nghỉ để mà em làm những dự án riêng rồi. Hiện tại bây giờ thời gian cũng sẽ rất là rộng rãi để mà làm. Thảo có như các bạn có nghĩ rằng là đây là cái giai đoạn khó khi mà chúng ta thực hiện những cái dự án mà nhất là trên các nền tảng social media? Em thấy nó cũng không phải là khó, quan trọng là mình tìm được người đồng hành với mình thôi. Em vẫn nghĩ rằng nếu như mà là đúng cái thời điểm á, là tự nhiên dù bạn không muốn nó vẫn rớt vô mặt, giống như cái trường hợp mà Kính Vạn Hoa. Thực ra là lúc đó là chú Minh Trung cũng đâu có biết em, là biết em thông qua anh Long. Đó thì rất là tình cờ luôn, tự nhiên xong cái chú Minh Trung phát hiện được em. Rồi sau đó là vô rồi đọc kịch bản đi, hai anh em ngồi cầm kịch bản dở ra là dính luôn. Ủa rồi đọc sao trời. Thêm nữa là lúc đợt đó là nhà của Ngọc Trai là gần nhà chú Minh Trung. Kế bên thiên thời địa lợi mà, là lúc mà là hồi nhỏ tới lúc đó đó là chú có thấy em qua lặng lại chứ cười lãng giảng em đâu phải ăn trộm đâu. Thật ra là chú Minh Trung biết Ngọc Trai, nhưng mà hồi đó là trai đóng cái Của Thiên Trả Địa đúng không? Đúng rồi, Của Thiên Trả Địa với là Hoàng Phi. Hoàng Phi là còn nhỏ xíu à. Nhưng mà đâu ngờ là nó lớn rồi đâu. Phải nói là cùng lớn lên với nhau và cùng có được những cái sự thành công mà gần như là tất cả những ai mà làm nghệ thuật cũng đều là mong chờ. Tụi em không ngờ tới luôn á. Nhưng mà các em đã nổi tiếng từ rất sớm, và phải chi bây giờ lại trong cái bữa cơm này lại có những cái người bạn mà từ thuở ấu thơ của các em ngồi đây nữa thì quá vui. Ê, biết nãy gì không? Gì? Bất ngờ tự nhiên đang đứng dưới, biết em gặp ai không? Ai? Giang Châu. Ghê luôn hả? Có hả? Ừ, tự nhiên cái đang đứng ở dưới xong cái Giang Châu chạy ngang qua xong cái gặp Giang Châu kêu cái ê, ủa vậy hả? Ôi hết hồn. Thôi giờ tặng cho mấy đứa một cái video letter ha. Dạ rồi, ok. Để mấy đứa xem coi chúng ta có nên nhận cái phần quà này hay không. Ủa ha? Từ chối được hả? À, ủa có từ chối được không? Có nhận không? Có nhận được không nghe? Xin chào khán giả của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Chào anh Long, chào Ngọc Trai. Và xin giới thiệu đây là một chiếc clip bí mật. Và nội dung cụ thể đó chính là bóc phốt anh Long và Ngọc Trai. Mọi người biết không, bây giờ ở đây đang là nửa đêm đó. Rất là nhiệt tình và yêu thương mọi người luôn. Cho nên mình mới cố gắng làm cái clip này đó. Ok, và bây giờ mình vô nội dung chính nha. Thì kỷ niệm mà nhớ nhất á, của ba anh em tụi mình á, đó chính là những ngày đầu tiên mà Đào được đi đóng phim. Đào biết á, rất là thử thách đối với các bạn mà đi quay với mình trong những ngày đầu tiên mà mình làm diễn viên. Thay vì là diễn viên múa thì mình rất là tự tin trên sân khấu. Nhưng mà lúc đó mình đâu có được đào tạo gì đâu, mà mình đi vào cái mình vào vai chính luôn. Cho nên mình cảm ơn anh Long và Ngọc Trai rất là nhiều vì đã hỗ trợ mình trong suốt thời gian mà mình diễn bộ phim Kính Vạn Hoa. Nhớ nhất là cái lúc mà mấy anh em tụi mình quay cái cảnh chạy trốn khỏi bọn ăn thịt người á, thì Ngọc Trai đã phải cõng Đào
rất là nhiều lần quay đi quay lại. Mình nặng hơn Ngọc Trai lúc đó. Mình biết là bạn mình rất là mệt mỏi, cho nên mình cảm thấy rất là có lỗi luôn. Gần đây thì Kinh Vạn Hoa phần 4 phiên bản điện ảnh bắt đầu rục rịch. Thì Đào cũng thấy rất là chạnh lòng khi mà thấy bộ ba nhưng mà chỉ có hai anh em là Trai với lại anh Long xuất hiện ở buổi casting mà Đào không có tới được, thì cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng nên là mình làm cái chiếc clip này, mình muốn chia sẻ một chút xíu là anh Long với Trai biết không, trong cái hành trình mà mười mấy năm mà lưu lạc giang hồ, đi nước này nước kia, thì Đào thỉnh thoảng cũng thấy những cái tin tức về Ngọc Trai và anh Long, và mình cũng cảm thấy rất là chạnh lòng khi mà mình thấy bạn mình cũng gặp nhiều khó khăn á, trong cái vấn đề là gia đình, rồi nhiều khi công việc nó cũng thử thách. Còn anh Long thì cái hôm bữa rồi mà gọi điện thoại video với anh Long á, thì thấy anh của mình lúc này nhìn rất là sương gió, thì cũng thấy xót. Nhưng mà thật sự mà nói thì Đào mười mấy năm qua cũng lưu lạc giang hồ cũng không có phải là một cái hành trình màu hồng, cho nên là hai mươi mấy năm chứ, thì Đào thấy là chúng ta đã có một cái khoảng thời gian gần nhau và xa nhau, và cũng như là trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì hy vọng là một ngày nào đó ba anh em có cơ hội được hội ngộ, chỉ có vậy thôi. Hy vọng là anh Long và Trai sẽ có một cái buổi hội ngộ rất là bất ngờ, và đặc biệt là khi mà xem cái clip này cũng bất ngờ hơn. Bây giờ thì Đào đi ngủ đây, tạm biệt mọi người, bye bye. Anh thấy Trai rất là cảm xúc. Không biết là em xem cái đoạn video letter vừa rồi của người bạn diễn của mình á, thì em cảm nhận như thế nào? Với em á thì của thời điểm hiện tại, em sẽ nhìn nhận những cái gì mà người ta đang đạt được nhiều hơn. Còn những cái được gọi là kỷ niệm của quá khứ á, đôi khi thì nó vụt qua đầu em thôi. Nó là một cái giống như là một cái minh chứng để cho mình biết là mình cũng đã có một cái tuổi thơ rất là dữ dội. Và may mắn một cái chỗ cho cả ba tụi em luôn á, là cái tuổi thơ đã được mọi người công nhận và nhớ tới tận bây giờ. Khi mà nhìn thấy Đào ở thời điểm hiện tại và những gì mà bạn đang có đó, em thấy vui. Tại vì đối với lại những người bạn, cho dù là có thể là không có gặp nhau nhiều hoặc thậm chí là không thân đi, nhưng mà ít nhất là người ta vẫn có một cái ký ức nào đó với mình ngày xưa. Thì là mình vẫn luôn mong muốn là sau này, dù là phong ba bão táp đi, như là lời Đào nói đi, nhưng mà mình vẫn muốn là họ sẽ có một cái điều gì đó mà họ sẽ cảm nhận được rằng là mình rất là hạnh phúc khi mà đã có một khoảng thời gian trải qua cùng nhau. Cả mọi thứ là một sự sắp xếp hết á. Và nếu như không có một cái sự mà chung với nhau trong một cái môi trường làm việc, cái tuổi ấu thơ của tụi em đó là đội kịch Tuổi Ngọc. Mà không riêng việc các em đâu, mà anh cũng đã từng tham gia với Tuổi Ngọc, mặc dù là cái tuổi anh lúc đó nó luống rồi. Nói chung là anh chúc cho hai em luôn giữ cái tình cảm nó gắn bó như thế này, cùng chia sẻ với nhau trong công việc, trong gia đình, và thậm chí là sẽ có những cái dự án mà anh mong muốn là hai đứa sẽ gặp nhau và cả Đào nữa kìa đó. Mà không riêng gì anh đâu, mà những khán giả đã từng yêu mến bộ phim mà nó gắn bó với tuổi thơ, đó là bộ phim Kính Vạn Hoa, sẽ gặp bộ ba này trong một cái dự án sắp tới nha. Cảm ơn Vũ Long, cảm ơn Trai, cảm ơn cơm ngon quá chị. Cảm ơn anh Thuận, cảm ơn chị Như Thảo. Chương trình đến bây giờ là kết thúc, và Cửa Thăm Nhà xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và Quốc Thuận, Như Thảo xin chào tạm biệt.